Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì DK được gặp một bạn khách hàng rất là thân thiết với cả bên mình rồi. Anh ấy đã theo làm dịch vụ của bên mình từ năm 2018 cơ. Và bây giờ anh ấy quay lại để nâng cấp cho cái cặp lông mày của mình sau khoảng thời gian là 3 năm nhỉ anh nhỉ. Và chắc là các bạn cũng đã rất là quen thuộc với cái khuôn mặt của anh TikToker nhà thủng Long Family rồi đúng không ạ? Thì chắc là mình sẽ không cần phải mất thời gian để giới thiệu nhiều. Thì anh cho anh hỏi thăm một chút là lý do gì mà anh lại biết tới DK hả anh? Là mình cũng cái lần đầu tiên mà mình làm được từ năm 2018 rồi, cho nên mình cũng không nhớ là hồi đấy vì sao mà mình lại biết đến DK nữa thật sự luôn. Dạ. Chỉ nhớ mình nó cũng hơi não cá vàng tí mọi người. Dạ. Nhưng mà mình chỉ biết là hồi đấy cũng có, không biết là vì lý do gì mà mình biết đến DK, nhưng chỉ biết là khi mà biết đến DK rồi thì cũng có tìm hiểu qua thêm. Dạ. Một số đơn vị nữa, bởi vì nội dung dù sao cũng liên quan đến vấn đề làm đẹp mà. Dạ. Thì cuối cùng thì quanh đi quẩn lại thì vẫn chốt bên mình. Chốt từ 3 năm trước rồi mọi người, không phải bây giờ mới chốt đâu. Vâng, thực ra thì có rất nhiều người hỏi em là ồ DK thì có rất là nhiều KOL, nhiều celeb nổi tiếng đến làm dịch vụ, thì liệu có phải là quảng cáo hay là mình thuê người đến không? Nhưng mà đấy như mọi người biết ạ, bởi vì như anh Long có vừa chia sẻ đấy, cái sản phẩm full sum này là mình làm lên trên mặt của khách hàng, cho nên là thực sự là kể cả là có thuê thì cũng phải nó phải đẹp thật, phải uy tín thật, thì những cái người đấy người ta mới chịu để cho chuyên gia ở bên em để làm lên khuôn mặt của mình, đúng không ạ? Đấy thì trước đây là năm 2018 anh qua nhà em để làm dịch vụ điêu khắc lông mày. Và hôm nay là anh nâng cấp lên cái headshot. Thì không biết là anh có so sánh gì giữa cái công nghệ này không ạ? Thực ra nói thật mọi người là nếu mà xét về công nghệ thì mình cũng không nhớ cái hồi đấy là làm trên mặt mình có đau đớn gì không, mình cũng không nhớ nữa luôn. Nhưng mà chỉ cái là cái lý do mà mình muốn làm lại là tại vì bây giờ là làm TikTok thì nó phải nhiều khi phải theo trend mọi người. Cái dáng mày cũ thì mình thấy là nói chung chơi một thời gian rồi thì muốn thay đổi thôi. Mình thấy là bây giờ cách đây khoảng tầm một năm gần đây là mọi người có nhiều cái dáng mày mới muốn cập nhật lên cái. Vâng ạ. Thế nên là muốn thế đến đây đổi. Thực ra là đổi thì cũng lại cái chu trình lại một lần nữa. Đang. Khi mà đổi thì cũng lại tìm hiểu. Đang. Xem là tour quanh một vòng xem có bên nào có cập nhật công nghệ mới nhất không ấy. Đang, đang. Thì không thì mình sẽ ưu tiên đến cái chỗ đấy hơn. Đang. Quanh đi quẩn lại thì vẫn là đến chỗ DK. Vẫn là đi DK mà. Vâng ạ, thì em chia sẻ với anh Long cũng như các bạn đang theo dõi livestream một chút là về so sánh giữa cái công nghệ điêu khắc trước đây anh Long làm vào năm 2018 và hiện tại cái công nghệ đang mới nhất, không riêng giữa DK đâu mà với nghề full sum trong Việt Nam và toàn thế giới nữa. Cái công nghệ headshot nó đang cái công nghệ đang mới nhất và tốt nhất, nó phù hợp cho tất cả các loại da. Về cái công nghệ điêu khắc mà ngày trước anh làm ý, thì chuyên gia nhìn sẽ sử dụng dao để làm, thì với cái khí hậu nóng ẩm của Việt Nam mình cũng như với cái tình trạng da dầu nhiều, đặc biệt là với các anh nam giới đó, thì nếu như mà mình chơi điêu khắc thì cái màu mực nó sẽ nhạt khá là nhanh, trung bình là khoảng 6 tháng thôi là khách hàng đã nên làm lại rồi. Nhưng mà với cái công nghệ headshot thì chuyên gia nhà em sẽ đi sợi bằng máy thì mình sẽ chơi được bền màu hơn nhanh nhá. Và ngoài ra thì với cái cách xếp sợi đã nhìn thấy là cái headshot này thì cách xếp sợi của nó cũng khá là so với ngày xưa. Vâng, đúng rồi ạ. Và ngoài ra thì để em hỏi thăm thêm là sau khoảng tầm 3 năm anh làm dịch vụ ở nhà em như thế thì cái màu mực của mình sau 3 năm thì anh thấy nó có thay đổi gì không ạ? Hay là nó có vấn đề gì? Thực ra là bản thân anh cũng không phải là người quá khó tính. Vâng. Về cái vấn đề lông mày đấy. Vâng. Tất cả mọi thứ mà khiến cho anh thay đổi dẫn đến cái quyết định là mình đến mình xử lý một cái lông mày mới. Vâng. Vì là kiểu mình muốn theo một cái dáng mới thôi. Vâng. Chứ còn về ở cái thời điểm mà mình thay đổi này thì mình cũng không có cái vấn đề gì là khúc mắc về việc màu mực của những lần trước cả. Vâng. Thế vẫn ok. Vâng. Bởi vì có thể nếu mà có thể ai mà kỹ tính hơn ấy, như kiểu em bảo là cái công nghệ điêu khắc là trước là 6 tháng phải thay rồi đúng không? Vâng. Chứng tỏ là anh tận 2-3 năm mà mới bảo đổi là... Dạ. Vâng. Là cũng bởi hơi dễ tính mọi người ạ. Có rất nhiều chị em là làm lông mày là các chị hay lo lắng về vấn đề về gốc mực có an toàn không? Sau này có bị trổ xanh, trổ đỏ hay không? À không, cái đấy thì không. Vâng. Cái đấy thì mực của DK là bên mình sử dụng gốc mực của Đức. Đức nó là một cái đất nước rất là nghiêm ngặt về thành phần hóa chất, cho nên là trong thành phần mực mà các em sử dụng ấy là nó đã có chất chống trổ rồi. Vậy nên là anh thấy đã theo thời gian anh chơi thì màu mực nó sẽ chỉ nhạt dần đi thôi, chứ không sợ bị chuyển sang màu xanh hay là màu đỏ như là những cái gốc mực kém chất lượng. Và em cũng được biết là trước khi mà làm cái lông mày mới này là anh cũng có hút mực cũ đi 2 lần đúng không anh? Có chứ. Vâng. Thế không biết là cái cảm nhận của anh khi mà anh sử dụng cái liệu trình xóa laser với cái công nghệ đấy siêu laser tại DK thì anh thấy như thế nào? Đấy mọi người lại dùng những từ ngữ chuyên môn toàn công nghệ mới, mình cũng biết được cái tên công nghệ là cái gì đâu. Đấy nhưng mà về cơ bản thì anh không có một cái vấn đề gì về cái việc là không có một cái phản hồi gì liên quan đến vấn đề là đau nhức hay là cái gì cả. Vâng. Mình kiểu như kiểu nhẹ như lông hồng mọi người, nó không có cái gì để mình phải nghĩ đến ấy. Vâng. Xóa xong thì về nhà anh có phải kiêng khem vất vả hay là gì không ạ?
Không. Vâng, sinh hoạt em không hỏi thì anh cũng chẳng nhớ đến việc gì đâu. Vâng, bởi vì về cái công nghệ siêu laser của DK thì khi mà xóa xong này, vùng da của khách hàng hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Với các chị em phụ nữ thì nếu như mà đi đâu cần trang điểm thì các chị có thể trang điểm được ngay sau khoảng tầm 10-15 phút. Và về nhà thì cũng không cần ăn kiêng gì cả, chúng ta có thể rửa mặt, sinh hoạt với nước vô tư. Và cái thời gian nghỉ dưỡng rất là ngắn thôi, cứ khoảng tầm 5 ngày hoặc là 7 ngày thôi là khách hàng có thể tới DK để xóa tiếp được rồi. Thế hôm ấy anh thấy mọi người có tư vấn bảo là còn phải bôi, còn khi mà về mình hút xong thì mình phải bôi cái lọ, một lọ dưỡng ấy. Vâng. Nói chung thật thật mọi người mình còn bôi hôm được hôm trăng nữa. Vâng. Nhiều khi còn không để ý lắm nhưng mà vẫn thấy chẳng vấn đề gì cả. Vâng. Cái kem tái tạo đấy của bên em thì ngoài cái công dụng là tái tạo da như tên của nó ra ấy, thì nó còn giúp mực của anh đẩy lên nhanh hơn. Thì thúc đẩy cái quá trình đào thải mực cũ mình hút đi là sẽ nhanh hơn. Và kể cả sau này khi mà anh làm lông mày mới thì cái mực của mới của mình nó cũng sẽ được ổn định nhanh hơn anh ạ. Vậy qua livestream này thì anh có điều gì muốn nhắn nhủ tới các khách hàng đang có nhu cầu làm đẹp, đặc biệt là các nam, các anh nam giới á, cũng có nhu cầu làm lông mày giống như mình không ạ? Mình thì mình nghĩ là bây giờ thì thời đại tân tiến rồi, nói chung là những cái vấn đề mà liên quan đến làm đẹp ở trên gương mặt ấy thì kể không chỉ có phụ nữ mà mong muốn có những cái nhu cầu này đâu, và kể cả là nam giới cũng chắc chắn là cũng sẽ càng ngày càng có nhiều cái nhu cầu đấy hơn. Và nếu mà khi mà mọi người có cái mong muốn về làm đẹp thì đương nhiên thì ai cũng chúng tôi mình sẽ có cái sự tìm hiểu rất là kỹ lưỡng và tất cả những cơ sở để làm sao mà cái mang lại hiệu quả đến cho mình nhất. Thì ngày hôm nay thì đương nhiên là mình cũng sẽ giống như mọi người, mình cũng đã từng trải qua những cái giai đoạn là tiếp xúc và tiếp cận với cái việc là khó tạo cho mình một cái thói quen là mình mong muốn làm đẹp nhiều hơn. Và mình cũng đã trải qua cái giai đoạn là mình cần phải tìm hiểu những cái cơ sở nào để cho nó uy tín nhất. Thì ở trong cái ít nhất là ở thời điểm hiện tại này với cái lông mày thì mình đã chọn ở DK tận 2 lần rồi. Vâng. Nên là cái đấy chắc là cũng không cần phải thắc mắc nữa rồi. Vâng, rất là cảm ơn anh chị đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tại DK. Vậy không biết là qua đây thì anh có điều gì muốn nhắn nhủ tới chị Hoa Minh Vương nhà em cũng như là toàn bộ đội ngũ nhân viên của DK không ạ? Lần trước làm cũng phải chị Cún làm, lần này vẫn là chị Cún làm. Nói chung là mình phải dùng cái từ trung thủy của mọi người ạ. Vẫn luôn luôn là một người chăm sóc khách hàng rất là tận tình. Còn đội ngũ của DK thì chắc chắn là sau 3 năm thì sẽ phải thay đổi nhiều chứ. Đã. Bị đông hơn. Bị đông hơn mọi người. Đi là cứ va hết cả nhân viên này, nhân viên kia. Hơi bị đông. Vâng ạ. Thế anh có muốn nhắn nhủ thì lời chúc tới đội ngũ của bạn em không? À, chúc ha, trời đất ơi. Có khi chúc, nhận được lời chúc nhiều quá. Thứ nhất là sau khi sử dụng dịch vụ tại DK thì cảm ơn sự nhiệt tình của tất cả mọi người từ khâu tele cho đến khâu chăm sóc ở tại địa chỉ. Thì cảm ơn tất cả mọi người từ vấn đề tư vấn này, từ khâu thao tác này, cho đến khâu trao đổi, trò chuyện. Đấy. Thì mọi người rất là nhẹ nhàng, rất là nhiệt tình. Cảm ơn vì, và đặc biệt là cảm ơn vì đã từng nhớ rằng là mình đã từng đến đây làm cái đêm tận 3 năm lận. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Và em cũng chúc anh có thật nhiều sức khỏe và sẽ ra thêm nhiều video hay hơn để em cũng như là tất cả các bạn fan TikTok của anh có thể follow kênh của mình để giải trí sau những cái giờ làm việc rất là căng thẳng và vất vả. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream ngày hôm nay của bên mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.